Bộ Quốc phòng Việt Nam hân hạnh và vinh dự được chào đón lãnh đạo, chỉ huy và đại biểu chính thức của Bộ Quốc phòng, quân đội, cơ quan quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng các nước, đại diện các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng trong khu vực và trên thế giới, tới tham dự triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Được sự đồng ý của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành trung ương và thành phố Hà Nội, triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 lần đầu tiên được Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức là sự kiện quan trọng nhằm thực hiện đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường đối ngoại quốc phòng, phát triển hợp tác với tất cả các nước. Triển lãm là điểm đến để các nhà sản xuất vũ khí trang bị quốc phòng, các cơ quan, đơn vị, các lực lượng vũ trang trong nước và nước ngoài giao lưu, trao đổi kinh nghiệm xúc tiến hợp tác cung cấp, phát triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ quốc phòng. Chúng tôi kỳ vọng triển lãm sẽ là nơi các nhà lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng, quân đội các nước trên thế giới gặp gỡ, trao đổi về các chủ đề an ninh, quốc phòng và các vấn đề liên quan khác, tăng cường sự hiểu biết để cùng xây dựng, bảo vệ hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Nhân dịp này, thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn tới các đại biểu trong nước và quốc tế, các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp tham gia triển lãm. Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc. Chúc triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 thành công tốt đẹp. Đại tướng Phan Văn Giang. Thông tin giới thiệu một số đơn vị tham gia triển lãm của Việt Nam. Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel và khát vọng trở thành tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Tổ hợp công nghiệp quốc phòng đóng vai trò rất quan trọng, dẫn dắt trong hệ thống đổi mới sáng tạo tại các cường quốc trên thế giới. Ở Việt Nam, quan điểm, chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước trong nhiều năm qua về phát triển công nghiệp quốc phòng là tự chủ, tự cường, hiện đại, theo hướng lưỡng dụng, thực sự trở thành bộ phận quan trọng và mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Trở thành tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao là khát vọng của Viettel và cũng là con đường Viettel chắc chắn phải đi. Tập đoàn Viettel thấy rằng chỉ có tự chủ được thiết bị công nghệ cao cho cả quân sự, dân sự thì mới có thể đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và không bị phụ thuộc. Nhìn ra các quốc gia xung quanh có thể thấy, để đạt được mục tiêu tự chủ về công nghệ, hướng tới những mục tiêu lâu dài, các nước đã và đang có những bước đi hết sức bài bản, tập trung dành ưu tiên cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Việt Nam sẽ không có nền công nghiệp công nghệ cao hiện đại nếu Việt Nam vẫn tiếp tục đi mua sản phẩm, thiết bị của quốc gia khác. Bên cạnh đó, tiên phong, dẫn dắt luôn là yêu cầu được Viettel đặt ra trong quá trình phát triển của mình. Điều đó giúp Viettel thực hiện được những mục tiêu đột phá. Ngày nay, môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Viettel bắt buộc phải chuyển dịch, thay đổi từ lấy viễn thông làm chủ đạo, trở thành tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ. Để xác định trở thành nòng cốt xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, không phải vì Viettel mới có ý tưởng ngày 1, ngày 2, mà Viettel đã có sự chuẩn bị từ hơn 10 năm trước. Từ những bước đi đầu tiên đến nay, doanh thu từ nghiên cứu sản xuất đang dần chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng doanh thu của Viettel. Viettel đang nghiên cứu, sản xuất thành công nhiều sản phẩm công nghệ quân sự và dân sự Made in Việt Nam, làm chủ nhiều công nghệ lõi quan trọng, sở hữu nhiều bằng sáng chế ở cả những thị trường khó tính nhất. Viettel đã làm chủ công nghệ, nghiên cứu, chế tạo thành công nhiều sản phẩm cả dân sự và quân sự có tính năng tương đương hoặc ưu việt hơn với các sản phẩm cùng loại của các nước phát triển. Tư tưởng và cách làm của Viettel đối với lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao chính là phải làm chủ từ gốc của quá trình nghiên cứu, phát triển, tự nghiên cứu, làm chủ tối đa công nghệ lõi như chipset, bán dẫn, phần mềm, chứ không đi theo con đường gia công, lắp ráp, sản xuất theo ly xăng của nước ngoài. Chỉ khi làm chủ sản phẩm thì mới chủ động, đảm bảo kỹ thuật, thay đổi tính năng phù hợp, xây dựng được nguồn nhân lực có trình độ, tích lũy kinh nghiệm trong nghiên cứu. Chính vì vậy, Viettel xác định đối với từng việc, ví dụ về thiết kế, phải làm chủ thiết kế hệ thống và sở hữu thiết kế. Hay như về sản phẩm, Viettel chia hệ thống thành các subsystem, xác định phần nào làm được, làm ngay, phần nào cần đi mua thì có lộ trình làm chủ sản xuất tại Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, Viettel xác định sức mạnh ban đầu ở phần mềm là cốt lõi của sản phẩm và thế mạnh của Việt Nam tiến tới làm chủ phần cứng và đặc biệt là chipset.
với một số lĩnh vực quan trọng khác như vật liệu mới có thể theo hướng hợp tác. Đặc biệt về lưỡng dụng, kết hợp quân sự, dân sự, về theo tối ưu bằng cách những công nghệ, kỹ thuật mới nhất, hiện đại nhất sau khi được triển khai cho quốc phòng sẽ được ứng dụng cho dân sự, tạo ra những sản phẩm có tính dẫn dắt thị trường, có khả năng cạnh tranh quốc tế. Giải pháp lưỡng dụng này vừa góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng quốc gia, vừa giúp phát triển kinh tế đất nước. Tham dự triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 lần này, Viettel ý thức được mình là doanh nghiệp mũi nhọn, đi đầu trong hoạt động an ninh, quốc phòng tại Việt Nam. Qua đó, các sản phẩm của Viettel mang đến đây đều là những sản phẩm tiên tiến, hiện đại nhất, không chỉ cho lĩnh vực quân sự và còn cả lĩnh vực dân sự. Ở gian hàng công nghiệp quốc phòng với hơn 70 sản phẩm, bao gồm 7 khu vực trưng bày chính, hệ thống các sản phẩm radar, thông tin liên lạc và tác chiến điện tử, hệ thống tự động hóa chỉ huy điều khiển, máy bay không người lái, quang điện tử, khu vực trải nghiệm sản phẩm mô hình mô phỏng, tác chiến không gian mạng và công nghệ thông tin. Tại khu trưng bày kinh tế quốc phòng trong kỷ nguyên số do Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ, Viettel mang đến sự kiện với 59 sản phẩm tiêu biểu trong toàn tập đoàn để trưng bày tại khu kinh tế quốc phòng trong kỷ nguyên số. 59 sản phẩm được tập đoàn lựa chọn là các sản phẩm, giải pháp tiêu biểu nhất về chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực mà các đơn vị trực thuộc tập đoàn đang nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, sản phẩm từ phục vụ dân sinh, doanh nghiệp, bộ, ban ngành tới các sản phẩm phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, quốc gia, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam là cơ quan giúp Chính phủ, Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, hoạch định chính sách, xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng. Trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng có các viện nghiên cứu, trường đào tạo, nhà máy, kho bảo quản chuyên sâu trong các lĩnh vực công nghệ sản xuất sửa chữa, thiết kế vũ khí, trang bị quân sự, cơ khí, điện tử, quang học, vật liệu, vật tư kỹ thuật, hóa chất, đóng tàu. Các sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đa dạng, gồm các loại súng bộ binh, đạn, mìn, khí tài quang học, ngòi, thuốc phóng, thuốc nổ, thuốc hỏa thuật, các loại tàu quân sự và tàu bổ trợ. Bên cạnh đó, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng không ngừng phát triển các sản phẩm kinh tế, phục vụ nhu cầu dân sinh như tàu, thuyền, vật liệu nổ công nghiệp, pháo hoa, sản phẩm cơ khí, may mặc, điện tử, đồ gia dụng cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Tổng công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân. Tổng công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân có tên giao dịch quốc tế là Vasuco, là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, thành lập năm 1991. Tổng công ty có trụ sở chính tại 33B, phố Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính của Vasuco là xuất nhập khẩu vũ khí, khí tài, trang bị quân sự, thiết bị đồng bộ và toàn bộ nguyên, nhiên vật liệu và vật tư chuyên dùng quốc phòng, nhập khẩu xăng dầu mỡ, đặc chủng phục vụ quốc phòng, kinh doanh bất động sản, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu có nhiều kinh nghiệm của tổng công ty là xuất nhập khẩu vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, vật tư, dây chuyền công nghệ cho toàn quân. Từ ngày thành lập đến nay, Tổng công ty Vasuco luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao, được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các đơn vị đánh giá cao. Trong những năm qua, Tổng công ty đã ký, hoàn thành tốt và đang thực hiện hiệu quả nhiều hợp đồng với các đơn vị trong toàn quân như Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không không quân, Binh chủng Tăng thiết giáp, Binh chủng Hóa học, Cục tác chiến điện tử Bộ Tổng tham mưu, các đơn vị thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Hậu cần, các nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Là một doanh nghiệp uy tín của Bộ Quốc phòng với bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng quốc phòng, Tổng công ty Vạn Xuân Vasuco sẽ là đối tác tin cậy của tất cả các đơn vị trong quân đội nhân dân Việt Nam cũng như với các đối tác trên thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.